À, sự sự đấy chắc là trong video này dùng đó unit 33 ấy từ trong đoạn chương consolidation này mà chẳng mê điện nơi không sắp hơn này dùng chất trọp ấy này mà dùng đó consolidation chẳng những mới chúng nó tìm mũi khi đã thả choose any 8 prompts and write questions in your notebook nhé mà và này thì 7 8 nhé phẩm อันนี้ก็เอา choose any age from บ่าก็อยู่เรื่องบําใบนะบ่าในក្នុងนี้យើងមានដល់14บ่ามี14តែគេឲ្យយើងរើសតែ8ទេហើយទៅសេជាសំណួរណាអឺសេជាសំណួរចូលស្ពើសេរបស់អ្នកអញ្ចឹងគឺឧទាហរណ៍មើលមួយនេះ example what sport good at អញ្ចឹងយើងសរសេរបានដូចជា what sports are you good at បាទអញ្ចឹងណាតែអ្នកប្រកែកលេងនៅកីឡាអីដែរណាបាទ chừng gì cái là ấy để nè bộ cài đấy mà nếu không nắng dương đưa máu dương sẽ đã cho dịp hết chúng đã được gì lấy muối đã what favorite food đặc biệt hết chúng đã cầu máu sẽ chỉ chấm lòi sẽ chỉ chấm nua nè chừng gì thôi bộ cài thì chỉ chấm nua ba trẻ đấy mà dương anh sẽ máu quạt ấy kia dương tử đấy mà hey two when last time meet friends mà sẽ tập biệt để dương điền hào y tế của consolidation nữa cứ miền này thang dương sừng khẹp mê điên dương bị môn môn mọi châu khi như tặng ọt đấy mà three what do last Saturday sắp ngày sau sắp ra môn nhưng tới four how travel school travel thua đầm nà cầm dương tới đấy mà and what five what favorite color và po để nẹ chú chật và po để cùi chú chật nữa number six who speak to last week bạn dạy cho mùi ná sắp ra môn nhân tên này seven when start learn English và chấp ra miền ông lê này eight what eat lunch yesterday này mà lunch à hạt ngày trón yesterday em sao mà nhấn nine what subject subject này bên này cứ mình này thà bật thiên này một chìa mình bật thiên này bật thiên này nông này vì chỉ có dạng bật thiên cái giả sạp cầm bọt ở dưỡng này tại vì nó mình này thà một chìa mà nè chẳng chẳng gì tha ta nè chẳng gì pi một chìa để dừng hiện một cái á thì còn mình một cái vậy á ten what like do free times 11 when last time go market sa market nước xa nắng 12 what your mum mum nó mình này thà mother nắng bà mẹ mum học đi nó kì nhầm nắng á mà mum là cái này mình này thà mà đời nè mà đài do every day và riêng rõ tháng ngày 13 what time go bed last night giống mình như thế này 14 what favorite subject và một chia của chủ chật chẳng như một cạt mà và thì tầng o nắng dương thua tầng o nắng có ba này này là nick ao dương rồi ta cầm vậy đi tại dương ai hát thua tầng o tới đồng bảy trẻ đài này mà rồi có thua ta cầm vậy cũng có thua tới ta chứng nhân hạt vừa mất nó bị để vừa háo dương check chậm lại nhé ba bản top pi tầng học này bàn bằng cách chia ví dụ vừa tầng học háo chứng nhân ai check chậm lại mười ba nhé bàn chứng nhận để thua vùng bảy trăm vùng bảy sầm nua ná nhưng check tam năng tới tại sầm lập nhận để thua tầng học chứng nhân check tầng học thằng màu nhé mà chứng number one chứng ai từ say từ chia make từ chia question what is your favorite food mà ta hà để cô cho chất bỏ nẹ nó cứ vây mà nè mà number two when was the last time you meet you met friend chẳng thể được gọi cho friend chẳng mà nè mà three what did you do last Sunday four how do you travel to school được gọi how did you travel to school today chẳng các bạn nè five what is your favorite color six who did you speak to last week? Tu là ta nè như vậy chúng mình nãy cả sắp làm một này nè mà. Seven. When did you start to learn English? Ta nè chấp làm đi thì sao anh lên nó bên nè. Eight. What did you eat for lunch yesterday? Và ta nè nhầm ấy cả. Mà ta nè nhầm ấy cái gì mẹ hạt ngày trăng cà pì giờ mình như thế nè. Và ninth. What subject are you good at? Are you not good at ta chẳng gì tham một chi na đại nè mình điền mình một cái nè một chi vậy
10. What did you like to do in your free time? តើអ្នកចូលចិត្តធ្វើអ្វីនៅពេលទំនេរ? 11. When was the last time you went to the market? បាទពេលនៅពេលណានៅពេលចុងក្រោយដែលអ្នកបានទៅផ្សារណាបាទ 12. What does your mom do every day? តើម្ដាយរបស់អ្នកហ្នឹងឬក៏បាក់របស់អ្នកហ្នឹងធ្វើអ្វីជារៀងរាល់ថ្ងៃ? 13. What time did you go to bed last night? បាទតើអ្នកចូលគេងនៅម៉ោងប៉ុន្មានកាលពីយប់មិញនេះបាទ 14. What is your favorite subject? តើមុខវិជ្ជាដែលគួរចូលចិត្តរបស់អ្នកគឺអ្វីចឹងដែរណាបាទអញ្ចឹងយើងកាត់មកតាមហ្នឹងគាត់មានអញ្ចឹងណាបាទហើយបន្តមកទៀតនេះគឺយើងចូលចំណុច B បាទថា work in past use your question to interview your partner make a note of their answers អញ្ចឹងគេឲ្យធ្វើការជាមួយដៃគូណាយើងសន្និធិគ្នាបាទប្រើសំណួរដែលយើងកាត់ខាងលើមិនចំនួន14ហ្នឹងសម្ភាសជាមួយដៃគូរបស់អ្នកអញ្ចឹងយើងអាចរកដៃគូមកណាបាទមិនណាអ្នកមកដើម្បីសម្ភាសតាមទៀតយើងកត់ចំណាំចម្លើយរបស់គេនៅពេលយើងសួរសំណួរទាំង14ហ្នឹងសួរទៅយើងណូតចម្លើយរបស់គេយកទុកមកហើយគេសួរយើងគេណូតដូចយើងយ៉ាងដែរទៅណាបាទហ្នឹងយើងមកខាត់ណាមកខាត់តើបានដោយសន្តានាអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានចាប់ចេះណាបាទចំណុច C បាទ use your answer from the interview to write a short text about your partner in your notebook អញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតនោះគេឲ្យប្រើចម្លើយដែលយើង note ហ្នឹងនេះដំបូងយើងមិន note ចម្លើយតាមទៀតយើងយកចម្លើយដែល note ហ្នឹងពីការសម្ភាសហ្នឹងសរសេរទៅជាអត្ថបទខ្លីណាយើងយកមកគុំគ្នាចូលមកសរសេរជាអត្ថបទខ្លីហើយអំពីដៃគូរបស់យើងនឹងណាពេលយើងសរសេរយើងគ្រាន់តែយកអា clear ដែលយើង note មកហើយយើងបង្កើតជាប្រយោគសេរឲ្យពេញមកហើយយើងអាចបន្ថែមបន្ថយតិចទៀតក៏បានណាបាទហ្នឹងចឹងនេះគេឧទាហរណ៍យើងមើលនេះគេថាផាញ៉ា favorite food is fried chicken ណាបាទមាន់ពងណាមាន់ចៀនមាន់ពងហ្នឹងហើយ he ate noodle soup បាទញ៉ាំកាទៀវ noodle soup ហ្នឹងសុបមីសុបកាទៀវណា noodle ទៀវមីហ្នឹង for lunch ណា yesterday យើងតែសម្រាប់ហាត់ថ្ងៃត្រង់កាលពីសមិញណាអញ្ចឹងតែនឹងយើងថាត់ធ្វើទៅណាហើយយើងចូល number 2 work in past use the pictures to make some school rules ណានេះគេ example មើលគេឲ្យធ្វើការជាមួយដៃគូណាភាសាគ្នាទៅហើយប្រើរូបភាពនឹងដើម្បីបង្កើតទៅជាបណ្ឌិតទៅក្នុងសាលាណា school rule នឹងអញ្ចឹងជាច្បាប់វិន័យបណ្ឌិតទៅក្នុងសាលាបាទយើងមើលរូបភាពនេះណាអញ្ចឹងនិយាយថាមើលពីអ្នកនឹងមិនហើយនេះគេបង្កើតទៅនេះ you mustn't fight with the other student បាទអ្នកមិនត្រូវវាយគ្នាដំវាយគ្នាជាមួយនឹងសិស្សផ្សេងទៀតទេណាបង្កើតជាបណ្ឌិតទៅក្នុងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាអាចមានច្រើនជាងនឹងទៀតបាទហើយយើងមើលរូបភាពនេះមកនេះពីរនាក់នេះមិននេះនិយាយទូរស័ព្ទនេះម្នាក់បើកភ្នែកធំធំមើលអញ្ចឹងទៅណាហើយពីរនាក់នេះមើលសកម្មភាពគាត់មកម្នាក់នេះអញ្ចេះជាមួយគ្រូសិស្សណាហើយមកដល់ទៀតនេះផ្លុំបាច់ប៉ោងហើយបាយពុះមាត់ឬស្អីយ៉ាងម៉េចណាហើយម្នាក់នេះលួចមើលគេប្រឡងណាបាទសេអញ្ចឹងទៅអានេះមេរៀនមុនមានហើយណាបាទយើងមានន័យថាម៉េចអាហ្នឹងឈីតណាឬក៏ម៉េចអីយ៉ាងដែរបែបនេះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងវាពណ៌នាឲ្យបង្កើតទៅជាបណ្ឌជាតិផ្ទៃក្នុងណាបណ្ឌច្បាប់សាលាហ្នឹងណា school rule ហ្នឹងយើងអាចហាត់សរសេរមើលណាហាត់សរសេរមើលចំណុចទី2ហ្នឹងតោះនេះគាត់ទៅជាគំនិតខ្លះណាបានតែចម្លើយបោះទាំងអស់គ្នាអាចផ្លាស់ប្ដូរពីនឹងស្ដៀងៗហ្នឹងថាបានណាអញ្ចឹងនេះគ្រូគាត់ឲ្យជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងលេខ1នេះឃើញគាត់និយាយទូរស័ព្ទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលរៀនយើងគួរធ្វើម៉េច You mustn't talk on your phone in class ណាអ្នកមិនគួរនិយាយទូរស័ព្ទនៅក្នុងថ្នាក់ទេណានិយាយអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលនេះវិញយើងមើលនេះ You must wear your uniform at school នេះអញ្ចឹងឃើញគាត់ទេអាវខុសគេណាបាទអញ្ចឹងនិយាយអំពីសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងខុសគ្នាតែសម្លៀកបំពាក់ឯងឋានគេហៅ uniform ណាចឹងដាក់ You must wear uniform at school ឬក៏យើងនិយាយថា You mustn't wear អី wrong uniform មិនចឹងទៅមិនចឹងណាបាទយើងអាចកាត់សេងនឹងក៏បានដែរ3អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អង្គុយរៀនអីពាក់មួកឃើញហ៎សមហ៎អត់ទេណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយតាមថាម៉េច You mustn't wear a cap
in class nhỉ yeah, à mũ những cái caps á mà có hat hat à hiện mũ mũ hoàng hat đấy mũ mũ á là về mũ chứ hạt cap đấy mà hay dùng mũ rụng đi mũi tiệt mà dùng máy dùng mũi mướn là nè rụng đi miền công sát hay nắng nè cừu ấy mà chắc những anh vậy tham mạch mướn ta you must put your hand up if you want to talk if you want to ask a question dùng các bạn này mà picture nè này ai anh tế nhưng mà ta nào mấy cột mấy cột bẹ cả bơ này như thế mà những anh vậy ta you mustn't wear jewelry in class nè mà rồi có earring nhưng đời rồi có giống mấy cái đường là ca nè mấy nhé chừng đó nè mà và to mà tiết này nhưng mà mình này thầm mấy score của su như thế rồi có bật bóng phòng bật bóng như thế nhưng mà rồi là score su đấy những anh vậy you mustn't chew gum you mustn't chew gum in class nè mình cua nhâm rồi có bia score su nên không thạ thế đấy mà đặc biệt này vĩnh you ấy you mustn't cheat you cheat nó là lụi mưa kia mà hay đặc biệt này hay kế you must got chim tàu mà nhặt bẹ mũ mà như thế một một vật phép cái helmet mà như thế bà như đã you must wear helmet if you ride cái ride a motorbike thì có ride a scooter mà tàu bạn biết cái scooter đấy scooter to school như thế này từ nè từ sala đấy có đẹp ta cô tập bẹ một vật phép về bạn bò bạn tàu từ sala như thế này mà chương những tập năng mà check ta number three I work in past the day. What should they do? That okay, good to give some advice. Advice, okay, the bong mean, eh, man. My example, Lin, it's taking me too long to walk to school. Lin, nung, my chum, nai, pay, chum, wik, yum, you, that is la, eh. You should ride a bicycle, man, eh, go to chi kong, eh, man. Chung yu murni. Oh, no, I really don't. Feel well. I don't know what's wrong. Mình này rồi, nhóm bất chí mình nhóm miền nào rõm mà mình là ô lên tới mà khi mình đang thả hạt ấy đó, miền ấy bị bao nhiêu hạt ấy vậy đó. We don't have any food in the house for dinner tonight. Nhưng ở miền này, ở miền à hà khắc là tê, nơi khả năng tẹt miền à hà là nơi nó tẹt tê xe bạp hạ bê là nghịch nơi dùng đi nhé. My house is in a mess. Mess nâng chong dây tha bìa cực cực chá. Họ sạch chẳng á mà. There are things everywhere kìa nhé. Miền xùm ram được ấy nâng cực tì cà lai nhàng tớ nè mà. I'm bored on Sundays. I spend too much time sitting at home. Nhóm thôn thôn mà bà chật chẳng á nè. Ngày tật nâng. Nhóm chùn nài bê chá ra nguy nập tè nhàng tớ nè. Nè kì. I need to learn about Cambodian history for school. Nhưng từ ca riêng làm bì bảo vật xa và tế Campuchia nơi xa là này, web xa là này. I haven't seen my grandma and granddad for 2 weeks. Mà, chẳng mạch khi nhóm mình bàn chụp ấy cái ta hay những dây bọc khi nhóm nâng ở dạ bê bì sắp đài này mà. Chứ dừng riêng mơ tập bộ kê thủ ấy dừng thế mà dừng ạ thủ bà nè nâng anh chân bật tịnh bay tập bần nâng nghề mà xạ cực tình mơ cho ngài dừng an ví dụ đừng hát dừng bà ca tư chìa rùl đừng mở nhấn á chứ cạp đó là bộ miền đón bộ miền miền ấy miền shoot miền mass mass sân nâng nâng shoot đen nâng nâng nhưng mơ nè ưu thị hò mà nhì cái ao nè lên á nhì lên nâng còn dây ta it's taking me too long to walk to school chứ dừng đẹp dây clear đẹp tới thành này you should ride a bicycle cái nhé à dây chắn cái thằng tập anh nắng này quay đi dân tập bậc cao đó sẽ điên dân máu này ní chân này mưa dương mưa này rồi oh no I really don't feel well I don't know what's wrong có anh nhà ra mà lo mà nhưng của dây thằng bệnh you should go to see a doctor chẳng tận nhé mà rồi còn mà you should take a medicine của nhằm tháng năm rồi còn chẳng mạch tự chụp một bed rồi còn sửa ra đau lên từ lại nam mùi ấy sọ sai rom chẳng đó mà ủ thì hó nè chẳng những ai hạt xe mới đấy
nâng miên mán pí buôn bù mùi nế mà hạt bậc hạt xe mơ tả chẳng anh ấy chưa cùng ru thì cũng đo ai nế ta dân mình chăm bạch tờ xe đôi cho nó nghe về ai chỉ điên nâng khó khi nâng có bán này ở trâu chung một clear nâng màu nế chẳng chẳng mất nơi lấy mùi nít hả anh dạy bạn mà you should go to the doctors nhé go to the hospital cô được từ đi pet và ra mặt lõ mình chẳng hay năm thứ mà you should go shopping or go to the market nhé năm three you should tidy your house mà tè ọt cực khách chẳng tới những cô điệp chọn như thế mà you should meet your friends you go go swimming you go do something new chẳng tới nhé mà chọn five you should visit the museum, a cái museum và sẽ làm một tí đấy mà thì có go to see go to Angkor Wat thì có read a book cái gì đó này mà six you should visit them thì có visit your grandparents thì có những gì say ở đằng tai mà này visit your grandma and granddad chúng ta nhé say tao được kia đấy mà bậc hạt thơ tam đằng dòng mà rồi cho number four work in pairs look at the sentences with can and decide if their ability, permission, or request. Chẳng hạn mà thuộc cả chúng đại cứu mưa nơi bị dục tình lại này chỉ muốn được biết khán hay những sự vật chất tha phụ viên những cử chỉ ấy kế chẳng gì chỉ bị ability gì bị smart phép permission gì bị cả là nhát được có request chỉ cả là xong nhé bởi những nét mà chứ nhưng thật dù là bị can 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 nâng cái sự mẹp ability, sự mẹp permission, rồi có sự mẹp ấy request, rồi có bày nâng nét mà chẳng mơ mơ. Chẳng cái này nè, you can't take photo inside the temple by okay. Ability, permission, rồi có request nè. Two, Tim's been practicing with Kosar. He can speak quite well now. Three, can I borrow your pencil? Four, can you take me to the bus station on your scooter? Tani aja yum tau thani rujun krong ba ne ta doi ye doi motor scooter nung. Five, at Lynn's cousin school you can choose what you want to do in class nơi teh nơi sala bong bong don mui ba Lynn nung ne aja chơi nơi vay de ne chang thua nung thana ne. Six, Tim's dad can cook amazing food. Tim, pa rồi và Tim nưng ai chấm ăn ha rồi cuối ở cha nè, nhà pa rồi. Seven, I am not good at sports. Nhưng mình bực càng nơi càng cái là tế. I can't play football at all. Nhưng mình ai liền cái là ba toàn tế nè. Eight, you can't enter the museum if you don't have a ticket. Nếu mình ai đã cho enter, đã cho tới go inside nè. Nên mình ai đào chô thì sẽ mình tì tế bởi xin bà nè mình miền sầm bọt này nhé mà chứ nhưng bà chạy mà nè là ví dụ là ability, ví dụ là permission, ví dụ là request này nhé mà bạn chứ nhưng check mới nè bạn chứ number one là cụ sẽ cắt đó nè mà number one P nè mình là permission nè number two cái kế cứ ability và number three request hay number four good request die number 5 permission number 6 ability number 7 ability number 8 permission ណាមកអញ្ចឹងយើងចូលលេខ5 A work in pairs rearrange the letters to make the names of animal គេឲ្យរៀបបារៀបពាក្យនឹងវិញឲ្យរៀបពាក្យដើម្បីបង្កើតទៅជាឈ្មោះសត្វណាអញ្ចឹងសត្វទៅឈ្មោះសត្វទេពាក្យងនោះណានិយាយមើលសត្វនេះhow many can you find in 5 minutes បាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងស្ទង់ថាតើ5នាទីយើងអាចបង្កើតទៅបានជាប្រមាណពាក្យណាបាទក្នុងរយៈពេល5នាទីហ្នឹងតោះយើងបង្កើតមើលនេះក្នុងពាក្យអសរហ្នឹងគេដាក់តាមដាពេលអញ្ចឹងយើងរៀបអសរហ្នឹងឲ្យខ្លាយទៅជាពាក្យឈ្មោះសត្វវិញណាបាទបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងរៀបលំដាប់ឲ្យចេញជាពាក្យហើយយើងអាច check មើលណាបាទយើងអានេះអីគេអាចជាalligator ណាបាទសត្វកពើហ្នឹងទៅណាបាទបន្តទៀតនេះបាទ scorpion បាទ scorpion អីគេបាទខ្ទួយចារំរៃហ្នឹងបាទហើយទៀតអាច hippopotamus នេះ
hay có chi thaf ni sẽ ban tới chi chi thaf ni sẽ ban tới chi hamster cái rabbit cái tiếng brown bear ni panda ni turtle sẽ đi turtle ni sẽ ban chi cái polar bear sẽ ban tới chi cái cockroach ni cái gecko tà cài nắng nè mà ni cái frogs cái tiết mosquito cái tiết crocodile toad beetle cái tiết snake butterfly yang tới nè bà cá tam nè nhưng mà number 5. Working pairs take turn to think of one of the animals. Ask your partner yes or no question to try to guess the animal. You can only answer yes or no with short answer. Thưa ca chỉ mùi đại cú mà cất ẩm pi sát mũi nâng chùm nằm sát ở nâng su đại cú bọn nế nơi xùm nô dê nô nế mà hay chi yim sman nư sat nung ba ne aich chloy ye chloy ban ye no de chmuoy chmloy khlai ni jeung rian chloy ye no jeung ha hay yisu jeung mach ni uthiho does it live in the river ta vi ru nou knong tonle ye no it doesn't ne pe jeung su jeung chol vi ma na pie nung ha duk ko jeung traich it ni chmuoh doy pie duk tha does alligator live in the river ta sát cơ bơ nó ru nó tần tắc tần nu nó tần lê đấy và bơ ru nó sao yes mà má yes it is đó no it doesn't nhưng tới nè mà tiếp can it fly ta vi a ta vi che hò che hà ấy nè no it can nhưng tới nè is it fluffy who is lanh như cô ru mi tun như cô giống mấy cái mưa tới nè yes it is nhưng tới nè four is it dangerous vì cụ thân nãy yes it is vì cụ thân nãy ta is it bigger than a cat vì thông trên chma đấy và yes it is chân tư là is it a panda ta vì chỉ panda men yes it is chân tư này mà chân chân tập bóng này cái xua chi ẩm pi pi lẹ cả nạ bảo vì tóm tiếp chân khói xua chi sạt ấy đấy mà chân những đằng này panda vì thông miệng ấy mà chẳng hạt xua dưng hư cho sạt mùi mà dùng xua kia hay cá thì chia ông pì à lẽ cả nạ bỏ vía mà cá thì xum nua mà đấy à. Number 6 A use the bird use the birds in the cloud to draw diagrams of life cycle nó cứ bọt chỉ vật nó of the beetle mà dùng riêng mê riêng ná lực bằng bình máu đấy mà the frog and the butterfly in your notebook chẳng dễ bị life cycle rồi bảo beetle life cycle này frog life cycle butterfly bay nâng nè mà bọt chỉ vật sạch cảnh trái nhàng mách bọt chỉ vật sạch cảnh cái bọt chỉ vật sạch miệng bao nhàng mách nè mà nè frog lad eggs papa caterpillar adult frogs adult butterfly larva frog spawn toad tadpole with legs mà bẹp bòn ấy bẹp bòn cài bằng nắng đấy tadpole thì những adult beetle những mạch chẳng đời đấy mà chẳng dừng hào gì điền hào gì nắng rồi đấy mà mê điền muốn đâu hay b lấy thua a dần đấy cái ai cù á cù vật chỉ vật tranh vị ấy 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 tự ấy dừng thế này mà và chẳng chỉ ca làm lớp nhưng mà nó đi chuyện diagram là vật chỉ vật là bò beetle đấy mà life cycle là bò beetle cứ từ bóng về trên chỉ x và những bông trên bị bông bông ấy trên chỉ lava lava hai từ chỉ papa và papa hai từ chỉ adult beetle tạm đó này cái trái bình bơi lý ai trong này sắt cùng kèm này life cycle là bò frog wing nhưng mà frog mà từ bóng nhưng máu như miền tadpole mà và này frog spawn mà frog spawn hay và trên đó tadpole tadpole tóm tiết anh ấy nơi chọc của tôi á mà tadpole nó miền cần tôi đôi lẽ là thay con ốc mà hay con ốc chứ ngay con cài và chọc của tôi nó cái hai cái này
tom tiết tadpole with legs và anh ấy tom bên trường này tom tiết anh ấy trên bên trên trường này trên trường tom trên trường ấy về đầm nạ cam tom tiết từ chia frog froglet froglet về trên vi froglet tới chia adult frog nhé frog mà cần cài bình vậy mình cài thông thông ốp ốp nữa để dùng dùng mình nhằm mà nữa hay chấm nai butterfly với những mưa life cycle của butterfly butterfly thì bóng với bóng mà bóng bóng hai viên tay chia caterpillar trên gì là cái nào đang cơ đập đưa mà phập phà này anh ấy miên chọp nơi rum sai sâu sai ai caterpillar này mà đó phập phà về bia bia lên miên là sai sâu đây này bia chia đập đưa với nhá mà tóm tiết cứ adult butterfly chia mềm bài bình bởi vì ai hà bàn chẳng thế này mà chắc như cu tam đang máu đầy làm đồng bầy đứng đó mà. Cu đã sử xe tới chỉ cần lực mình mới điên bỏ dược này nhé hay thử trong chạm bài dưới cụ giác làm háo dân chỗ và tập tiếp B work in groups of four thuộc cả chữ buôn cồng này mà take turn to speak mà tập lọc tình giấy use your diagram and the words in the box to describe the life cycle ấy pra diagram nâng hay nâng biệt tương lai nâng vọp nâng đảm bây bí bò ní ẩm bí quạt chì vật nế mean first, then, next, after that, finally chẳng example beetle cái nhìn bí beetle nế student 1 first, the adult beetle produces some eggs và tôi bóng sát cảnh trái bình bầy nế với bàn bồn nế, với đạp bồn á student 2 thả đến sở thịt bí anh dây thảo ấy a larva is born from the eggs tóm tiết lava nó cứ bị cạp trên một bị egg năng nè mà trên bị egg tới chỉ lava but it isn't a beetle yet và tại vì mình tóm lại để chia cành trái sát cành trái bình vầy lại tê nè mà hay tóm tiết sát tí bầy vậy to thiệt tới dạng mình mà tam đồng nạng ca này lại sai khó là mình nhúc nè chứ nhưng hạt tròn là đìa tới nè nếu cứ đồng lực khác ai nè mà những người này bị thôi đang bạch lại the first, the adult beetle produces some eggs, then a larva is born from the eggs, but it isn't a beetle yet. After that, the larva turns into a pupa. Finally, the pupa becomes an adult beetle, the adult beetle produces eggs, and the cycle starts again. First, the adult frog produces a lot of eggs because some eggs stuck together mà coal frog spawn mà egg này mùi khí nó là frog spawn then the tadpoles are born from frog spawn mà tập vì frog spawn hết thì chỉ tadpole nè mà tadpole cho nhiều cái con cọc này nè next tadpole grows like mà tadpole nó bị cho nhiều trường nè with legs nè after that tadpole with legs change into a baby frog chẳng chỉ con cạp tụi tụi call a froglet mà froglet nó cứ con cạp tụi tụi nhận mà finally the froglet turn into adult frogs mà chẳng bị con cạp tụi tụi hết chỉ ăn cạp bình vầy nhận mà này butterfly nhận này mưa tạm nắng mà chẳng như cho lấy bằng pearl work in pairs, read the newspaper headlines, and tell your partner what's happened. Thưa ca chỉ mình đại cứu an chấm đòn trên cơ sát hay nâng prop đại cứu bọn nè ta vậy cả láng partner choose a verb from the box and make an ing or ed adjective to describe the situation or say how you feel. Đại cứu nâng cứ chữ kể giả sạp mũi trên pin không bóp hai bằng cách được chia con là niềm ing con niềm ed nâng đồng bây bị bỏ ra nìa nâng sản phíp rư có nì dây bị biếp đầy nẹ miên ả rộng nâng nét mà dù mưa miên tire cái nơi hot chứ nó worry problem interest chạp ả rộng depressed agent frustrate frightened embarrassed exhaust encourage please inspire fascinate sở riêng hai ả hỏi nế cụ chọn ai tâm bỏ trẻ tế thở tâm lực mê điện trả mà chạy mơ đấy mà chẳng như example brown bear sell man's
from a fire. Oh, look at this. A brown bear has several men from a forest fire. I'm amazed. That's fascinating. Chẳng những hiện bậc cao bằng chẳng á, và xe bạc năng chẳng. Nhưng mà number one, tornado in Phnom Penh houses destroyed. Phù, tornado nơi Phnom Penh nhắn cứ tẻ tiền lái từ bàn pla nhưng được đi hóa đấy. A new kinds of turtle discovered in Mekong River. Earth Day celebration in Cambodia. Tsunami hits Sihanoukville. Air pollution gets worse in Siem Reap. New TV show on CTN about how to look after the environment. First ever earthquake in Kampong Cham. Only 5% of rubbish gets recycled in Cambodia. Ta chẳng dương thừa hái dương check bờ ngọt nia máu nè ta hiện mình number one là mình that there has been a tornado in Phnom Penh. That's wrong. That's worrying. I'm worried. Nè một hồi nhá nè. Two, they have discovered a new kind of turtle in the Mekong River. That's interesting. ing adjective. We got ed adjective. Three, there has been or are going to be Earth Day celebration in Cambodia. That's encouraging. Because I'm pleased. Four, a tsunami has hit Sihanoukville. That's worrying. You call depressing. You call I'm worried. So the your pet ngon ngon yong mo a card to cheer at two. Verb, no come arms at the verb. But then you yong mo a chow mo the ing to go ed aside the learn. So tan a peep nung. Hey, capra pra ing to go ed ning yung rin how you in a median one nung nah ma. Chung atom look median lang wing. For the penny you are mean it a crew green lang wing ye. For one yung rin chan wine eh ma. Nick on a cheer em look number you work happy eh ma. Chung yung ang move a time noon ain't damn nung yung tay. Hey, you chow late bum by ni mug out you put catchy cool did I die cool. Hey, prop die cool bonnet. Eh? No way that. មនុស្សនឹងបាននិយាយណាបាទនេះ example fisherman អ្នកនេសាទហ្នឹង people are overfishing the rivers in my area. The fisherman said that people were overfishing the fishing the rivers in his area ណាអញ្ចឹងគេថាមនុស្សឬក៏ប្រជាជនហ្នឹងគឺកំពុងតែនេសាទត្រីហ្នឹងខុសកម្រិតណានៅទន្លេហ្នឹងនៅតំបន់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ថាអ្នកនេសាទបាននិយាយថាប្រជាជនកំពុងតែនេសាទត្រីហួសប្រមាណនៅទន្លេនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ណាអានេះយើងនិយាយឡើងវិញអញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹង report the speech បាទមេរៀន report the speech យ៉ាងយើងមើលនៅមេរៀនណាបាទឬក៏យើងមាន grammar ជំនួយដែរអំពី report speech នឹងអាចចូលមើលបានណាបាទយើងមើល polar bears live in very cold places. The floods always come to our village in September. The drought always killed the food in our fields. We don't wash the towels every day because we want to save water. Frogs have a very interesting life cycle. People are scared of insects, but most of them don't hurt us. We worry a lot about forest fires near our village. I recycle all of my papers, metal and glass. បាទមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចប់មេរៀនបាទណាជាងយើងមើលយើងហាត់ធ្វើនឹងបើហើយមើលតើធ្វើបានតាមកម្រិតណាណាបាទតោះជាងយើង check ចម្លើយជាមួយគ្នាមកបាទអញ្ចឹង number 1នេះដើម្បី the teacher said that polar bears live invery cold places ឃើញទេបាទឬក៏យើងអាចនិយាយ he ក៏បានដែរណាបាទមិនបាច់ចាំដាក់ teacher យើងទេ two my neighbor said that the floods always came to our village in September ឃើញទេណាកាត់ចឹងមក three the farmer said that the droughts always kill the fruit in his fields four
The hotel owner said that they didn't wash the towels every day because he wanted to save water. 5. The teacher said that frogs had a very interesting life cycle. 6. The radio presenter said that people were very scared of insects, but most of them didn't hurt us. 7. The villagers said that they worried a lot about forest fire near their village. 8. Tim's mom said that she recycled all of her paper, metal, and glasses. เนี่ยเรียนการจังหวะให้บอกอธิบายเตยยังยังตัวมือวีดีโอบรรทายมันปี report the speech เนี่ยมาเทนเชิงเทนส์ เนี่ยมาจังในกรงเมเรียนที่ 33 เนี่ยมาจบไปให้ยังจุกเรียนตอบหรือ unit 34 ต่อเตียนเนี่ยจังวีดีโอนี้แต่ปันในสั้นจุกนี้ในวีดีโอคราวไป unit 34 ให้กําเพลช่วยแชร์ใจแบบนึงเมรินี่เอาเนี่ยสิบบ้านศึกษาของนะมาให้เอาเมได้เนี่ยมวยพร้อมบ่มีจังงอคอมเมนต์ไอคอมเมนต์สู้นึงกลางวิดีโอบ้านนะให้เมรินใส่เซ็งไปก็มีลิงก์ในช่องดีสคริปชั่นของได้โอเคกูดบาย